Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Các bạn đang nghe truyện trên Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 71 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện, biên soạn Minh Hoàng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, khi nói xong, toàn thân hắn quang mang bừng lên, bàn tay đưa ra định hủy diệt lãnh nhận, nhưng bỗng nhiên một đạo lực lượng từ trên người Tát Hải phát ra, trong nháy mắt đánh lên tay của Hàn Xanh. Lãnh nhận bị đánh bay vào tay của Tát Hải. Ngươi làm cái gì vậy? Hàn Xanh bị cường đại lực lượng của Tát Hải đánh lui lại sau một bước, trên mặt lộ ra thần sắc giận dữ, chằm chằm nhìn vào Tát Hải đang đùa giỡn với lãnh nhận trên tay, lộ thanh chất vấn. Tát Hải vươn hai tay kẹp lấy lãnh nhận, không ngừng huy vũ, con mắt nhìn chằm chằm lãnh nhận, nhàn nhạt nói: Hủy diệt đi thì thật đáng tiếc, vật này chính là bảo vật do Thiên Mông dùng nửa lực lượng tạo ra. Nếu ta đoán không nhầm thì lãnh nhận này cũng mang chút lĩnh ngộ thiên đạo của Thiên Mông. Nếu không, như thế nào lừa gạt được tinh linh của tiểu nha đầu kia? Hắc Thiên và Hàn Xanh nhìn nhau. Nếu thực sự là như vậy thì ngày đó Thiên Mông đã suy nghĩ quá sâu sắc. Đột nhiên Hàn Xanh buồn bực hỏi: Nhưng ngày đó Thiên Mông rời Tu La Giới, mặc dù cũng có nguyên nhân do chúng ta ép buộc, nhưng chúng ta cũng không có nghĩ đến chiếm đi Tu La Giới. Hắn vì sao lại không có chuyển thiên đạo chi nhận cho nha đầu Trạch Nhiên đây? Tát Hải cười hăng hắc, liếc mắt nhìn Hàn Xanh chào phúng nói: Thiên Mông có thể bị các ngươi bước đi. Tu vi của hắn sớm đã đạt đến cửu dực cảnh giới. Hơn nữa thiên đạo chi nhận phụ trợ, cho dù các ngươi bảy tên tiểu tử cùng động thủ cũng không làm gì được hắn đâu. Đoạn lão thở dài trầm thấp nói: Năm đó nếu không phải Thiên Mông cùng Đới Thích Thiên mạnh mẽ dung hợp thiên đạo chi nhận, ta làm sao phải chịu áp chế nhiều năm như vậy. Tuy nhiên cũng tốt, cũng vì đại chiến của Thiên Mông và Đế Thích Thiên nên khiến Tu La Giới cùng thiên giới chia cắt, coi như lửa giận của ta cũng giảm đi được nhiều. Nếu không, ta sẽ khiến cho hai giới máu chảy thành sông. Trên mặt Tát Hải lộ ra nụ cười lạnh lẽo, trên mặt có điểm mê hoặc không thể giải thích nổi. Hàn Xanh và Hắc Thiên khó hiểu hỏi: Thiên Mông không có chuyển thiên đạo chi nhận cho Trạch Nghiên, đó là vì tâm tính của nha đầu này bất chính. Húng hồ thiên đạo chi nhận tự nhận chủ, cho dù Thiên Mông cũng vô pháp ép nó nhận chủ. Tát Hải cầm lãnh nhận lạnh lẽo nói: Nếu không phải thiên đạo chi nhận tự nhận chủ, lúc trước Thiên Mông nghĩ có được nó sao? Hàn Xanh và Hắc Thiên trên mặt tỏ vẻ hiểu được. Hắc Thiên cung kính hỏi: Tát Hải sư phụ, nếu nói như thế, lúc trước Thiên Mông rời Tu La Giới đi, rốt cuộc nguyên nhân là tại sao? Cuối cùng là ai bức hắn đi? Không có ai có thể bức hắn đi cả. Trên mặt Tát Hải lộ ra thần sắc kính nể, khiến Hắc Thiên và Hàn Xanh một trận kinh ngạc. Lão gia hỏa này cả đời không hề kính trọng một ai, nhưng lúc này về mặt của lão khiến ai cũng phải kinh ngạc. Thiên Mông tuy thiên tư không bằng ta, không thể tự nghĩ ra công pháp, nhưng từ nhỏ hắn đã cực kỳ chăm chỉ, cực kỳ chịu khổ. Cũng bởi vậy nên chúng ta vừa xuất quan đã được mệnh danh là Tu La Song Hùng. Trong mắt Tát Hải toát ra thần sắc hoài niệm mãnh liệt, tự hồ như nói với hai người, tự hồ như đắm chìm vào hoài niệm. Thiên Mông trước đây tâm ngoan thủ lạt, hắn không bao giờ lưu tình với địch nhân, đối với mình càng thêm ngoan tâm. Ta còn nhớ ngày đó có một tên là đệ nhất trong lứa tuổi trẻ, lần đầu đại chiến với cao thủ, Thiên Mông vì muốn giết hắn tình nguyện tự bạo một đôi cánh, cuối cùng giết chết địch thủ. Hắn tu vi từ tứ dực xuống còn tam dực. Một người đối với chính bản thân mình hiểu rõ như vậy, có thể bị các ngươi bước đi sao? Đừng nói các ngươi tu vi không so được với hắn, kể cả tu vi các ngươi có trên hắn đi chăng nữa thì cũng không nhất định có thể chiến thắng hắn đâu. Tát Hải vuốt miệng, nghĩ lại Thiên Mông của ngày đó, trong lòng giờ vẫn còn toát ra nhẹ nhẹ hàn ý. Hàn Xanh và Hắc Thiên thì trong lòng rét run. Khi tới Thiên Mông rời đi Tu La Giới thì không sao hiểu được, mà Tát Hải thì cả ngày cũng không nói tới chủ đề này, khiến hai người trong lòng rất khó chịu. Tát Hải nhìn thấy vẻ mặt của hai người thì bật cười nói: Thiên Mông khẳng định không phải do các ngươi bước đi, tâm trí của hắn vô cùng cao ngạo. Nếu ta đoán không sai, hắn sẽ rời đi không gian này lại một lần nữa tu luyện, cuối cùng thành tựu thiên đạo. Không gian khác ư? Thiên giới và Tu La Giới của chúng ta không phải là không gian cao cấp nhất rồi sao? Hắn đi tới không gian cấp thấp thì dùng được cái gì đây? Hàn Xanh kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc. Mấy người bọn họ đều thành tinh ở thiên giới và Tu La Giới. Những tu la nhân và thiên nhân bình thường không dễ dàng xúc phạm, đối với không gian cũng có hiểu rõ.
Hắc Thiên trầm mặc một lúc, đột nhiên trầm ngâm nói: có phải Thiên Mông đã phát hiện ra điều gì đó nên mới bí mật rời khỏi Tu La giới, tiến nhập vào không gian kia chăng? Tuy nhiên, thông đạo tới hạ giới không gian kia đã bị thủy quân phong tỏa, cho dù hắn có cửu dực tu vi cũng vô pháp rời đi, trừ phi hắn có đầy đủ thiên đạo chi nhận, nếu không hắn không thể nào đột phá giam cầm của thủy quân và dùng toàn bộ tu vi chế tạo. Các người đã quên lục đạo luân hồi có thể đi xuyên qua sáu giới sao? Thiên Mông có lẽ chính là từ lục đạo luân hồi đi ra. Tát Hải hừ lạnh, sau đó trên mặt hiện lên sự khinh thường nói: thiên giới và tu la giới mặc dù là không gian cao cấp nhất, nhưng là sau khi thủy quân dùng toàn thân phong tỏa, cường giả đều độn thế tu luyện, hy vọng thoát ra sự giam cầm của thủy quân, nhưng là cường giả vẫn lạc quả thật rất nhiều. Hàn Xanh và Hắc Thiên gật đầu đồng ý nói: đúng vậy, chiêu này của thủy quân quả thật là ngoan độc mà, khiến cho tu la giới và thiên giới ức ngàn năm không thể vượt qua, nếu không viễn cổ thời đại đã xuất hiện rồi. Mặc dù là nguyên nhân bất đắc dĩ, nhưng cũng khiến hai giới ổn định, coi như việc làm đó cũng là cống hiến của hắn. Tát Hải cười nói: mặc dù dùng hạ sách này đối phó với viễn cổ thời đại, nhưng chẳng phải lúc đó hắn cũng đồng quy vu tận đó sao? Nếu không, nếu với tu vi của chúng ta ngày hôm nay, sao có thể so sánh với bọn họ được đây? Ngài nói là Thiên Mông có năng lực đi xuyên qua lục đạo luân hồi ư? Ta cuối cùng cũng hiểu ra một số điểm quỷ dị, vì sao lại có người đưa thiên đạo chi nhận dung hợp vào rồi. Hắc Thiên cũng không quan tâm đến thời đại viễn cổ nữa, dù sao khoảng cách cũng thật sự quá xưa. Vị đại nhân kia có thể nói vĩnh vĩnh bất tử, nhưng cũng vĩnh viễn không thể đột phá tầng không gian này, cuối cùng chỉ là người chết biết đi mà thôi. Thủy quân cùng bọn chúng đồng quy vu tận, ngược lại thành toàn cho chúng. Hắn cũng chỉ là quan tâm đến thiên đạo chi nhận, cùng với đạt được cảnh giới chí cao, đột phá bất dực tiến vào cửu dực, đó là con đường duy nhất mà hắn quan tâm. Tát Hải nhắm mắt lại, suy tư một lát rồi nói: ta vừa dùng thần thức dò xét một vòng tu la giới, một người tóc vàng rất dài, trông giống như thiên nhân, tương đối còn trẻ. Hắn chẳng những mang theo khí tức của Thiên Mông, còn mang theo khí tức của thiên đạo chi nhận, xem ra chính là hắn dung nhập thiên đạo chi nhận rồi. Bọn họ giờ này đều dưới chân núi Thiên Sơn, thực lực quả nhiên không thấp, trong đó có một người ngay cả ta cũng không xem được tu vi của hắn. Tát Hải mở to mắt thì thào nói, mà trên mặt vẫn hiện lên thần sắc khó tin. Trong khi Tát Hải sử dụng thần thức điều tra, dưới chân núi Tần Vũ đã có cảm ứng, trong đôi mắt tinh quang chợt lóe, hừ lạnh một tiếng, lấy một đạo khí tức bao vây lấy mọi người, trong nháy mắt thuấn di mang mọi người rời đi. Tát Hải cả kinh đứng mạnh dậy, sắc mặt nghiêm túc nói: hảo tu vi, linh mẫn cảm ứng rất tốt, ngay cả thần thức của ta cũng có thể dễ dàng phát hiện, tu la giới gặp đại rối loạn rồi. Hàn Xanh và Hắc Thiên nhìn nhau, thực lực có thể khiến cho lão quỷ Tát Hải kinh hãi, đó là cái dạng thực lực gì đây? Lúc này bọn người Tần Vũ đã rời khỏi phụ cận Thiên Sơn của Tu La Thành, đứng ở xa xa giữa thiên địa, Tôn Ngộ Không có điều gì đó khó chấp nhận. Hầu tử, ngươi làm sao vậy? Sao dọc đường chỉ mãi trầm ngâm không vậy? Hồng Quân có chút kinh ngạc nhìn Tôn Ngộ Không, vừa rồi có thần thức điều tra, hắn cũng có cảm giác, thế nhưng cha hắn Tần Vũ đã sớm phát hiện, cho nên hắn cũng không quá mức để ý. Dù sao ở Tu La giới và Thiên giới, cường giả cũng rất nhiều, cho dù muốn biết rõ thì cũng không có thời gian để điều tra. Mà trước mắt còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Tôn Ngộ Không buồn bã lắc đầu, trong lòng hiện ra khuôn mặt chí cực thuần thanh, sâu kín nói: chúng ta không phải chủ yếu là muốn tìm Tần Bá Phụ thôi sao? Tới cùng như thế nào còn có người tìm kiếm đây? Tự nhiên thấy cùng một chỗ thì phóng thần thức tìm kiếm một phen rồi, nhưng nếu chúng ta phóng thần thức tìm cả Tu La giới, sợ rằng cực kỳ không ổn, không thể làm gì hơn là phải dùng phương pháp này thôi. Hồng Quân thoáng có chút khổ muộn nói: khí tức cường giả của Tu La giới rất nhiều, thậm chí có khí tức của cường giả ta cũng không thể cảm ứng, nếu một khi khiến cho bọn họ phản cảm, chỉ sợ chúng ta nửa bước cũng khó đi. Tần Vũ mỉm cười nói: Sưng Nhi nói rất đúng, lấy thần thức của người vừa điều tra chúng ta mà nói, hắn tu vi tuyệt đối không giới cửu dực, thậm chí Đế Thích Thiên cũng không thể thắng được hắn đâu. Nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, Tần Vũ có thâm ý nói: người hôm nay vừa mới sống lại, nguyên thần chưa ổn định, huống chi lại còn bị chân hỏa của Sưng Nhi chu luyện, phải có thời gian tĩnh tu, tâm cảnh không thể loạn. Tôn Ngộ Không suy tư một hồi, đột nhiên cảm kích nói: Tần Bá Phụ yên tâm, Ngộ Không sẽ cố gắng khôi phục tu vi. Tốt lắm, chúng ta sẽ tới từng tòa thành tìm kiếm, trước tiên là các thành phụ cận, đầu tiên là Sa Thành đi.
Hồng Quân nhìn Tần Vũ cười cười, phải qua Sa Thành mới tới được Thiên Sơn, ta nghĩ sẽ có thu hoạch đây. Nói xong, Hồng Quân liếc mắt nhìn vẻ mặt kinh hãi của Ngộ Không, hiển nhiên hắn an bài như vậy là có thâm ý. Ánh sáng chói mắt từ trên cao chiếu rọi, hình ảnh địa hình xa xa bị vạn loạn do nhiệt khí bốc lên từ trên mặt đất, màu cát vàng trải dài khắp nơi trên đại địa giống như một hạt vàng tỏa ra quang mang chói mắt. Nhiệt khí bốc hơi mù mịt, cũng không biết tại sao gần sa mạc một chút là nhiệt khí gia tăng lên vài phần, khiến cho tu la nhân hành tẩu đến Tử Thành cùng tu la thành không kịp ứng phó, phải chịu đựng hành hạ. Một gã tu la nhân tên là Thượng Phổ, giờ này toàn thân hắn đang được bao phủ trong một màn hào quang, hiển nhiên là hắn dùng lực lượng bản thân để hết ánh sáng và nhiệt khí trên người ra, ngăn cách với thiên địa. Dĩ nhiên hắn sợ nóng cháy như vậy bắn tới. Mặc dù tu luyện tới ngũ vực cảnh giới, theo lý mà nói thì cho dù hiện giờ có nóng hơn gấp trăm lần cũng vô pháp tạo thành thương tổn đối với Thượng Phổ, nhưng là cả ngày hắn bị vây quanh trong âm khí tràn ngập của Tử Thành đã khiến cho cơ thể hắn mang một cỗ tử khí âm trầm, mà loại khí tức này ghét nhất là ánh sáng rực rỡ như bây giờ. Bên cạnh, một cô gái với bốn đôi cánh chim đang ngồi xoa xoa lưng cho hắn. Vẻ mặt Thượng Phổ âm lạnh quát lạnh một gã tướng lĩnh đang hành tẩu: đi quá chậm, hành tẩu đã đến 5 năm thời gian mà còn chưa đến Sa Thành, các ngươi tới cùng là làm cái gì đây? Hắn khoát khoát tay ra ý bảo dừng lại, quát tên tướng lĩnh đang định giải thích rồi quát lớn: ý ngươi muốn nói tại bọn tiệm dân bị phong ấn nguyên hạch không cách nào thích ứng với sa mạc chứ gì? Đao thương trong tay các ngươi để làm gì? Cứ giết cho ta, những kẻ chậm chạp cứ giết, dù gì bệ hạ cũng chỉ cần 1000 tên tiệm dân, chúng ta dẫn theo hơn 1500 người cơ mà. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, lớn tiếng nói: thời gian 1 năm các ngươi phải chạy tới Sa Thành cho ta, ta đi trước một bước. Mộc Chuẩn, nơi này ta giao cho ngươi, 1 năm sau ta hy vọng tại Sa Thành có thể nhìn thấy hình bóng của các ngươi. Tên tu la nhân tứ sực nghe vậy vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu nói: thuộc hạ nhất định không phụ lòng của chủ nhân, cung tống chủ nhân. Thượng Phổ âm hiểm cười hai tiếng, tay phải hắn đưa mạnh ra tóm lấy tu la nữ nhân nọ ôm vào ngực, khiến tu la nữ nhân thét lên chói tai. Hai người bay lên không trung, nhanh chóng biến mất trước mắt mọi người. Các người nhanh chóng đốc thúc đám thiện dân, toàn bộ đều phải chạy đi. Tên Mộc Chuẩn sau khi thấy Thượng Phổ bay đi, lập tức sắc mặt thay đổi, trên mặt hiện lên đằng đằng sát khí, tiện tay thanh đao trong tay chém xuống một phạm nhân đang bên cạnh quát to: chạy đi cho ta, người nào dám dừng lại ta sẽ chặt đầu của hắn. Hai gã tu la tộc binh cũng lớn tiếng dọa nạt, trên tay đều giơ lên chiếc roi hung hăng đập lên người gã phạm nhân này. Mà mục đích của Thượng Phổ là thay đổi bộ dáng để đến Sa Thành. Bên ngoài tường thành, khi ánh sáng chiếu xuống, không khí tự hồ như không nhìn thấy được khúc xạ tại bốn phía tường thành. Tất cả ánh sáng tới nơi này đều bị làm cho nhiễu đi, khúc xạ làm cho người ta thoạt nhìn có loại cảm giác rất quỷ dị. Bên trong đại sảnh của thành chủ phủ, một gã thanh niên với 6 đôi cánh chim đang chắp tay đứng. Ở phía sau hắn là 5 tên thanh niên còn trẻ với 4 đôi cánh chim đang cung kính quỳ trên mặt đất. Trong mắt họ hiện lên sự cực kỳ cung kính, sùng bái đối với người thanh niên nọ. Thanh niên nam tử này không phải ai khác chính là thành chủ Sa Thành, Lăng Thanh Vân. Chỉ thấy hắn mạnh mẽ xoay người lại, trên mắt lóe ra quang mang chói mắt. Rất hiển nhiên trong những năm qua hắn tiềm tu và thu được đột phá thật lớn. Người nói là tên hung thủ giết lão quỷ đã qua Thiên Sơn rồi sao? Nhìn một gã thống lĩnh ở dưới, trong mắt Lăng Thanh Vân hiện lên một tia hưng phấn và lãnh khốc, nhàn nhạt nói: người có thể xác định bọn họ chính là những người đến từ Sa Thành? Đúng vậy, thưa thành chủ đại nhân, ta có thể khẳng định ta đã thấy được Tôn Thiên. Có điều hắn hình như đã có đột phá thật lớn, hôm nay ta cũng không cách nào nhìn rõ tu vi của hắn được nữa rồi. Một tên bốn cánh đang quỳ trên mặt đất cũng lộ ra vẻ đồng tình, có chút mê hoặc nói: bọn họ có thêm 2 người, 2 gã nam tử, mà hai cái đó tựa hồ... Hắn có chút do dự, có vẻ như không biết có nên nói hay không. Lăng Thanh Vân bất mãn trừng mắt quát lạnh: tựa hồ cái gì, đừng có mà ấp úng, trực tiếp nói ra cho ta. Gã tu la nhân bốn cánh cả người có chút run lên, vội vàng nói: tựa hồ 2 gã nam tử đó không phải là tộc nhân của tu la tộc, chắc là người của thiên giới, chỉ là không biết thế nào mà bọn chúng có thể vượt qua. Nghe nói không có ai có thể vượt qua được Thiên Khanh tới nơi này cả. Lời này vừa nói ra khiến sắc mặt của Lăng Thanh Vân nghiêm túc hẳn lên, trong mắt lộ ra tinh quang, thấp giọng quát: người nói có thật không?
Nói xong, hắn cũng không đợi tên bốn cánh tướng lĩnh trả lời, chính hắn cũng đột nhiên bật cười. Năm người này cũng là sư phụ hắn đích thân lựa chọn bồi dưỡng, như thế nào lại giấu giếm chính mình? Xem ra hắn nói không thể là giả, như vậy chính là có thiên nhân đi vào tu la giới. Trầm ngâm một lúc, nghĩ tới tên cao thủ giết chết cha, hắn đột nhiên lắc đầu phất tay, ý bảo tên tướng lĩnh kia đi ra ngoài. Tốt lắm, người cứ tiến hành quan sát bọn hắn, mỗi ngày hồi báo cho ta một lần. Mấy tên tướng lĩnh cung kính gật đầu, đứng lên cúi người lui ra ngoài. Nhìn bốn tên tu la tướng lĩnh còn lại, Lăng Thanh Vân nhàn nhạt nói, Kim Tố nói quả không sai, Mộc Tương nói qua một chút tình hình trên sa mạc xem. Trong bốn gã tướng lĩnh có một gã ứng thanh đoạn nói, khải bẩm thành chủ của Tư Thanh là Thượng Phổ đã tới bên ngoài của Sa Thành, đang ở cùng với thành vệ quân Câu Thông, muốn tiến vào trong Sa Thành nghỉ ngơi và hồi phục. Lăng Thanh Vân gật đầu nhẹ giọng nói, tội phạm của Sa Thành tới đâu rồi? Đối với việc Trạc Nghiên phân phó Thượng Phổ đưa đến Tu La Thành 1.000 phạm nhân phụ trách của Tu La Thành, đã từng nói qua các thành chủ của tất cả các thành. Hôm nay Tu La giới 8 đại thành chủ, ngoại trừ người mới được đề bạt là Thượng Phổ và Lăng Thanh Vân còn chưa được nhận lệnh, thì 6 vị thành chủ còn lại đã được thông báo từ sớm. Mà khi Lăng Thanh Vân trước khi không nhận được lệnh của Trạc Nghiên cũng rất mừng rỡ thanh nhàn, huống hồ hôm nay hắn cũng không sợ Trạc Nghiên nữa. Tất cả mọi chuyện đã có sư phụ Tát Hải làm chỗ dựa. Trên mặt hắn lộ ra một tia mỉm cười, trong lòng tưởng tượng, hôm nay sư phụ đã cải thiện thân thể của mình, chẳng những trong mấy trăm năm đột phá ngũ dực mà mấy ngày trước cũng đột phá lục dực hạ giai. Thủ đoạn như vậy sợ rằng ngay cả nữ vương bệ hạ cũng không làm được. Trầm ngâm một hồi, hắn nhìn thuộc hạ nhẹ giọng nói, nếu Thượng Phổ muốn tiến vào sao thành của ta thì để cho hắn tiến vào, tuy nhiên các ngươi cũng cảnh báo cho hắn một phen, không được gây chuyện thị phi trong sao thành của ta, nếu không hắn đừng trách ta không khách khí. Tên tướng lĩnh kia do dự một lúc, sau đó do dự hỏi, nói như vậy chủ nhân cũng không gặp hắn sao? Như vậy có phải khiến cho Thượng Phổ trong lòng bất mãn không? Hắn trong lòng bất mãn thì như thế nào, ta tốt xấu gì cũng thành lục dực cao thủ, dựa vào Thượng Phổ hắn hôm nay cũng không có thực lực đấu với ta, huống hồ còn năng thao của sư phó. Như vậy đi, các ngươi tự tiện đón tiếp hắn, Tu La tộc chúng ta tôn sùng cường giả, nói cho hắn biết hôm nay ta là lục dực cao thủ, xem hắn có gì để nói đây. Trên mặt Lăng Thanh Vân hiện ra nụ cười ngạo nghễ, phất tay cho bốn người rời đi. Bốn gã tướng lĩnh Tu La tộc mặc dù không hiểu tại sao nhưng cũng không hề hỏi lại, nhưng khi nghĩ tới có thể đi ra khỏi đại điện tràn đầy áp lực thì trong lòng không khỏi nhẹ nhàng. Đang muốn tán dóc vài câu thì trong đại điện vang lên tiếng cười điên cuồng. Ha 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 ha, lão quỷ, ông trời có mắt mà, không ngờ kẻ giết ngươi lại có can đảm chạy đến xa thành của ta. Ngươi cứ chờ mà xem, ta sẽ báo thù cho ngươi. Bọn hắn đến, ta sẽ đem con tiện nhân từ đại lao ra đây. Ta muốn nhìn xem có gì đẹp mà khiến cho người lại mạo hiểm chạy đến xa thành của ta. Bốn người hai mặt nhìn nhau, vội vàng bước nhanh rời khỏi thành chủ phủ. Tuy nói một thân tu vi của mình là hắn cho, nhưng cái loại này có khi thì điên điên khùng khùng, để cho bốn người đối với Lăng Thanh Vân, một người còn trẻ tuổi mà đã là lục dực cao thủ, không khỏi kiêng kỵ và bất đắc dĩ. Tại Thiên Sơn, Tần Vũ lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo quả nhiên vô cùng phi phàm, vốn phải mất mấy năm mới có thể vượt qua núi non hiểm trở, nhưng khi hắn thuấn di chỉ mất có 3 ngày thời gian. Mà Lãnh Diễm Phỉ thỉnh thoảng nhìn lên trời, nhìn xuống đất, rồi lại ôm thật chặt cánh tay của Hướng Thiên Minh, một bộ dáng không dám tin tưởng nói, Thiên Minh, chúng ta thực sự đã tới biên giới của sa mạc rồi sao? Hướng Thiên Minh thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ giọng an ủi trấn an Lãnh Diễm Phỉ đang bị Tần Vũ dùng đại lực lượng làm cho kinh sợ. Mà Tôn Ngộ Không lúc này đưa ánh mắt nhìn về một hắc điểm phía xa xa, nơi này là nơi trí nhớ hắn trong kiếp này khắc sâu nhất. Lúc này trong mắt hắn tràn ngập mê mang và tư niệm, tựa hồ như trí nhớ hắn bị chia ra rồi lại cực kỳ chân thật, để cho trong đầu Tôn Ngộ Không thêm một chút mơ hồ. Cũng trong lúc đó, Thượng Phổ khinh thường nhìn thanh niên nam tử bốn cánh trước mắt, lạnh lùng nói, Lăng Thanh Vân ư? Lăng Phá Thiên đã chết, chẳng lẽ hắn cũng đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Thanh niên nam tử bốn cánh một bên tự mình vì hắn bưng tới nước trà, một bên mặt hiện ra nụ cười cung kính đáp, gia thành chủ của ta bởi vì lão thành chủ tử vong nên chịu đả kích cực lớn, thề phải nhanh chóng đề cao tu vi vì lão thành chủ mà báo thù, cho nên lúc này đang trong tình trạng bế quan,
không thể tự mình tiếp đãi thượng phổ đại nhân, còn xin đại nhân thứ lỗi cho mới phải. Thượng phổ phút phút miệng, nâng chung trà lên, tùy ý uống một ngụm, ra vẻ kinh ngạc nói: Sa thành các ngươi, tô hồ đã xảy ra biến cố rất lớn. Vì sao các tướng lĩnh quen thuộc trước kia toàn bộ đều không thấy xuất hiện? Còn nữa, cấm chế ngoài sa thành là ai bố trí vậy? Uy lực còn hơn cả phá thiên lúc sinh tiền bố trí ra. Thanh niên nam tử bốn cánh cười hăng hắc, nét mặt lộ ra thần sắc đắc ý, ngạo nghễ nói: Đó là do gia thành chủ ta tự tay bố trí. Đối với bố trí cấm chế, gia chủ hôm nay lão thành chủ sống lại cũng vô pháp so hơn kém với thủ đoạn của thiếu thành chủ ta. Cho nên có mấy người muốn giết chết thiếu thành chủ, ý đồ mưu đoạt vị trí của sa thành thành chủ. Thiếu chủ ta tự nhiên sẽ không buông tha cho bọn họ. Hôm nay đã bị thiếu thành chủ phế đi tu vi, ném xuống trong đại lao rồi. Hỗn láo! Thượng phổ vỗ mạnh xuống cái bàn, đem chén trà đang bốc hương nghi ngút bắn tung lên, nước trà nhất thời tóe ra bốn phía. Chỉ thấy toàn thân thượng phổ quang mang chợt lóe, nước trà văng ra tại không trung, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Hắn lạnh lùng nhìn thanh niên bốn cánh miệt thị nói: Các lão tướng lãnh đi theo phá thiên để đến ngàn năm thời gian, cho tới nay vẫn là vô cùng trung thành, sao có thể như ngươi nói đây, sẽ đối với Lăng Thanh Vân bất lợi đây. Ta xem ra các ngươi đang là bụng ta suy ra bụng người rồi. Sắc mặt thanh niên biến đổi, tại lúc trước Lăng Thanh Vân đã có nói qua không có cần phải cùng thượng phổ quá mức khách khí, hôm nay xa thành không còn uy kỵ những người này. Ánh mắt âm mai liếc nhìn thượng phổ hăng hắc cười, thanh âm hắn cũng trở lên lạnh lùng: Tâm hư, bụng ta suy ra bụng người, chúng ta có gì mà phải vậy? Thiếu thành chủ chính là nhi tử duy nhất của lão thành chủ, xa thành này không cho hắn kế thừa có thể cho ai tới đây? Ai còn có thể so với thiếu thành chủ nhà ta có tư cách hơn để đảm nhiệm vị trí thành chủ này đây? Thượng phổ đại nhân, mọi người đều là thần tử của nữ vương bệ hạ, mong rằng thượng phổ đại nhân nên tích chút khẩu đức mới phải à? Thượng phổ đột nhiên biến sắc, đột nhiên một trưởng chém ra, nhất thời đem thanh niên bốn cánh đánh ra ngoài đại sảnh, chắp tay chậm rãi đi tới cửa, vẻ mặt cao ngạo nói: Lăng Thanh Vân có thể cùng chúng ta so sánh với nhau sao? Trước ta không nói, hôm nay nữ vương bệ hạ mệnh lệnh còn chưa có xuống tới nơi, chúng ta là những người vì tu la giới nhiều năm qua lập bao công lao hãn mã, hắn có thể đem ra so sánh sao? Đi truyền cáo tới hắn cho ta, lão tử tới nơi này nghỉ ngơi và hồi phục là xem mặt mũi của phá thiên huynh đệ, hắn là một tên hậu bối cũng dám không tự mình tiếp đãi ta sao? Sao có cái lý như vậy? Nói cho hắn, nếu hắn còn giấu mặt, lão tử hôm nay sẽ đem người của sa thành ra mà cúng tế anh linh của các anh em. Nếu không, khác gì đem tâm huyết của phá thiên đại ca thua ở trong tay các ngươi rồi. Thượng phổ về mặt âm hiểm nhìn nam tử bốn cánh, khóe miệng đang lưu huyết, thanh âm lãnh khốc đến chí cực. Nói xong, một bên ôm chầm lấy mỹ nữ tu la tộc bên cạnh, hung hăng thò tay vào trong ngực, cứ như vậy bóp nắn nhìn thanh niên nam tử. Sắc mặt thanh niên rất bất hảo, máu tươi chỉ trong khóe miệng chậm rãi chảy ra, sắc mặt hắn tái nhợt, hiển nhiên đã bị thượng phổ đột nhiên đánh tới một chưởng, bị thương không nhẹ. Thấy hắn còn đem chính mình so cùng với đàn bà mà khinh bạc, không nhịn được trong lòng rất tức giận. Ta xin khuyên thượng phổ đại nhân ngài một câu, nơi này là địa bàn của sa thành chúng ta, không phải là tử thành của các người. Còn huống chi tại tu la giới ta, cường giả vi vương, hôm nay tu vi thiếu thành chủ đã vượt sang ngươi, dựa vào cái gì để cho hắn tự mình tiếp đãi ngươi đây? Thanh niên bốn cánh chậm rãi đứng lên, ánh mắt lộ ra thần sắc oán độc, thanh âm ngoan độc nói: Đi tới sa thành chúng ta sẽ nó quy củ nơi này của chúng ta, nhiệm vụ ta đã hoàn thành, hy vọng thượng phổ đại nhân ở chỗ này đùa vui vui vẻ. Nói rồi hắn xoay người liền hướng trong viện tử bước đi. Xem ra thượng phổ một trưởng hoàn toàn đã kích lên sự tức giận của hắn, lúc này đúng là rốt cuộc không thèm để ý tới sắc mặt của thượng phổ đang đại biến, trực tiếp thẳng hướng đi đến ngoài cửa lớn. Đứng lại! Thượng phổ run sợ một chút, đột nhiên quát to: Lão tử gọi ngươi, ngươi đứng lại! Thân ảnh thoáng chợt lóe đã xuất hiện tại trước mặt thanh niên nam tử bốn cánh. Ánh mắt hắn âm chí lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thanh niên nam tử, nhẹ giọng nói: Ngươi vừa mới nói cái gì? Lăng Thanh Vân tu vi so với ta còn cao hơn sao? Thanh niên nam tử bốn cánh dùng sức lau vết máu trên khóe miệng, hung hăng trừng mắt liếc thượng phổ, oán độc nói: Như thế nào, thượng phổ thành chủ chẳng lẽ không tin sao? Gia thiếu thành chủ ta hôm nay đã tới tu vi sáu cánh, ta nghĩ nếu thượng phổ thành chủ muốn nhất định phân cao thấp, có lẽ nên cùng thiếu thành chủ quá thượng mấy chiêu, không bằng ta dẫn ngài đi nhận thức một phen. Thượng phổ giận dữ lại giơ bàn tay lên muốn phách xuống,
Nhưng suy nghĩ một chút, nếu lại phách hắn một chưởng, sợ mình dưới cơn thịnh nộ đem hắn giết chết, cho nên đang đằng sát khí bàn tay tại đỉnh đầu thanh niên thả ra một chút liền ngừng lại. Kiến thức một phen nữ háo, thượng phổ ta sống nhiều năm như vậy, chính là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu bối cuồng vọng như vậy. Tư chất của Lăng Thanh Vân, cả tu la giới nhân đều biết cả. Hắn có thể đột phá sáu đôi cánh ư? Trừ phi tổ mộc hiền linh. Thanh niên nam tử bốn cánh lạnh lùng cười, khinh thường liếc mắt nhìn thượng phổ, dùng ngữ khí miệt thị nói: Tổ mộc ư? Tổ mộc không có hiền linh, nhưng gia thiếu chủ ta cũng đột phá tới sáu cánh, để ta mang ngươi ra mắt thiếu thành chủ, ngươi sẽ hiểu được tu la giới này chính là có kỳ tích tồn tại. Nói xong, hắn cũng không thèm để ý tới thượng phổ ra làm sao, nhanh bước liền hướng thành chủ phủ bước tới. Thượng phổ khát gao nhìn chằm chằm phía sau lưng thanh niên nam tử bốn cánh, trong mắt hiện lên một tia sát khí lạnh lẽo. Mà lúc này giữa thành chủ phủ, Lăng Thanh Vân ngồi ở trên ghế trung ương đang nghe thủ hạ báo cáo: Thành chủ, mấy người Tôn Thiên đã sắp tới ngoài thành rồi, sợ rằng không bao lâu hắn liền sẽ tới thành thôi. Lăng Thanh Vân có chút nhíu mày, trên gương mặt mang theo một tia không hờn giận, tựa hồ buồn rầu cái gì đó. Nghe thủ hạ hồi báo, hắn không nhịn được càng tăng phiền não, quát lạnh nói: Ngươi hoảng hốt cái gì? Tôn Thiên bất quá chỉ là tu vi năm đôi cánh mà thôi. Lão quỷ cũng không phải do hắn giết chết, chính thức giết lão quỷ lại là cái nam tử tên là Hồng Quân kia. Thủ hạ bị Lăng Thanh Vân quát như vậy, không nhịn được toàn thân chấn động, nghĩ tới thủ đoạn hắn còn hơn cả Sa Thành lão chủ, trong lòng rét run, cuống quýt dập đầu nói: Dạ, dạ, thuộc hạ đã hiểu được rồi. Trầm mặc một hồi, Lăng Thanh Vân âm lãnh nói: Cấm chế của ta có thể đem bọn họ ngăn cản 3 ngày, trong thời gian 3 ngày, nghĩ đến sư phụ ta cũng đã tới rồi, đến lúc đó có sư phụ làm chỗ dựa, ta ngược lại muốn xem bọn hắn cho dù có tu vi thông thiên lại có thể chiến thắng được sư phụ ta sao. Nói rồi hắn mạnh mẽ đứng dậy, điên cuồng cười to: Đúng vậy, cho dù bọn họ có thông thiên tu vi thì có thể như thế nào đây? Sư phụ lão nhân gia hắn chính là nhân vật mà ngay cả nữ vương bệ hạ đều phải kiêng kỵ, Lăng Thanh Vân ta thì phải sợ cái gì đây? Tên thủ hạ phát run quỳ trên mặt đất, ngay cả đầu đều không dám ngước lên, cứ như vậy cẩn thận cúi đầu. Lăng Thanh Vân nở nụ cười, sau một lúc lâu mới đình chỉ cuồng tiếu, quay về thủ hạ lãnh thanh phân phó nói: Đem tất cả cấm chế toàn bộ mở ra cho ta, cần phải đem bọn họ ngăn cản ở ngoài thành trong thời gian 3 ngày. Ta đã thông chi sư phụ rồi, phòng chừng lấy tu vi của hắn không cần 2 ngày thời gian liền sẽ đến nơi này. Đến lúc đó chúng ta lại thương lượng như thế nào giết chết bọn họ, vì lão quỷ mà báo thù. Lăng Thanh Vân, hảo đại uy phong, hảo đại giá tử, lão tử đích thân tới Sa Thành các ngươi cũng là bị đãi ngộ như thế này sao? Ngoài đại sảnh, thanh âm của thượng phổ lạnh lùng truyền tiến đến. Một trận cuồng phong thổi qua, thân ảnh thượng phổ xuất hiện tại trước mặt Lăng Thanh Vân. Ngươi thật là hảo huyền điệt của ta. Thượng phổ vốn định hưng sư vấn tội, là đột nhiên phát hiện Lăng Thanh Vân ông dung mỉm cười ý vị nhìn hắn, nhất thời dừng bước, mà ngay cả câu nói đang nói đến một nửa cũng thoáng chốc dừng lại. Ngươi như thế nào đột nhiên tiến vào cảnh giới 6 cánh vậy? Nhìn cánh chim sau lưng Lăng Thanh Vân, thượng phổ trợn mắt cứng lưỡi, trong đại não một mảnh trắng xóa. Hắn dùng sức xoa xoa con mắt, lại phóng xuất thần thức, mới rốt cục hiểu được nguyên lai Lăng Thanh Vân đích thực đã tiến vào cảnh giới 6 đôi cánh. Lúc này hắn đã ấp a ấp úng, không cách nào đã được chuẩn xác rõ ràng. Lăng Thanh Vân lừng danh phế vật tu la giới, tu luyện 100.000 năm chỉ là dừng lại tại cảnh giới 4 đôi cánh, thủy chung không cách nào đột phá. Mà hắn có thể tiến vào 4 đôi cánh cũng là dựa vào Lăng Phá Thiên dụng linh dược ngạnh xanh tích khởi tới, chỉ là hắn như thế nào đột phá đây, hơn nữa còn trực tiếp tiến vào tới cảnh giới 6 đôi cánh. Thượng phổ ngây ngốc đứng tại chỗ, giống như bị sốc mặt mũi ngốc trệ. Thượng phổ thúc thúc, hoan nghênh ngài tới Sa Thành làm khách ta. Tiểu điệt bởi vì thân có chuyện quan trọng còn chưa tới kịp tự mình tham kiến ngài. Tiểu điệt tưởng thượng phổ thúc thúc khoan dung đại khí nên sẽ không cùng với tiểu điệt ta so đo. Lăng Thanh Vân cười vui vẻ. Lúc trước lão quỷ chưa chết, hắn đã thành chuyện châm biếm của tu la giới, tất cả mọi người cười nhạo hắn vô năng. Hôm nay thấy được bộ dáng này của thượng phổ, trong lòng Lăng Thanh Vân khoái ý vô cùng. Loại bộ dáng này thật làm cho người ta cao hứng. Thượng phổ miệng đang há to, sau khi Lăng Thanh Vân nói xong cũng chậm chậm ngậm thu về, ngượng ngùng cười nhẹ giọng nói: Chúc mừng Thanh Vân, đã lâu không gặp, không thể tưởng tượng được người đã tu luyện đến cảnh giới cao như thế này rồi,
thúc thúc cười mừng cho ngươi. Thượng Phổ trong lòng đại hận, tiểu tử này hôm nay tu vi đã cao, cũng hiểu được uy hiếp chính mình. Lăng Thanh Vân cười hăng hắc, dường như không ngại gì phất tay. Thượng Phổ thúc thúc khách khí rồi, tiểu điệt đâu dám cười nói ngài. Ngài tốt xấu cũng là thành chủ đứng đầu một thành, nếu đã tới thì hãy hào hào cảm thụ cảnh tượng xa thành chúng ta đi. Nơi này so với tử thành, tử khí dồn dập của ngươi mạnh hơn rất nhiều. Thượng Phổ thiếu chút nữa tức hộc máu. Lăng Thanh Vân nói như thế, nhưng hắn hôm nay lại không cách nào tức giận. Dù sao tu vi so với hắn thấp hơn rất nhiều, người ta sợ rằng có thể dễ dàng là đem chính mình giết chết, chỉ đành phải cắn răng mang theo ức hận nuốt vào trong bụng, trên mặt lộ ra nụ cười cung cẩn. Đúng vậy đúng vậy, Sa Thành lúc có Hoàng Thiên Lão Ca ta vẫn thường tới, tuy nhiên tử thành sự vụ phồn mang vẫn không cách nào thoát thân, hôm nay tới tự nhiên muốn kiến thức rộng rãi một phen rồi. Lăng Thanh Vân gật đầu, đang muốn nói chuyện tiếp nhưng lại không nghĩ tới một tiếng nổ từ bên ngoài thành truyền đến. Một tiếng hét lớn tùy nghi mà tới làm cho mọi người đều kinh hãi thất sắc. Còn bà nó, mở cửa thành ra cho lão tử. Lão tử Tôn Thiên đến tìm Y Thần đây rồi, ai dám cản ta giết không tha. Thanh âm thét lên lồng lộn, rung chuyển bầu trời, làm cho cả sát thành tự hồ cũng đều chấn động, rung lên từng hồi. Lăng Thanh Vân sắc mặt đại biến, Thượng Phổ đang lúc buồn bực trong lòng càng thêm kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ oán hận đến tột cùng. Tự nhiên là nghĩ tới ba người Tôn Ngộ Không và Hồng Quân đại náo thành chủ phủ, làm cho hắn mất hết khí tiết thể diện. Chỉ thấy thân ảnh Lăng Thanh Vân bỗng thoáng động, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Thần thức của Thượng Phổ rõ ràng có thể nhận thấy Lăng Thanh Vân kia đã tới trên tầng thành của Sa Thành, do dự một chút cũng trong nháy mắt đi tới bên cạnh Lăng Thanh Vân. Lúc này trên tầng thành đã tụ tập mấy trăm tên binh sĩ Tu La tộc, các loại vũ khí tản phát ra lãnh quang lập lòe sát khí mãnh liệt, đều đang tập trung ánh mắt vào sáu đạo thân ảnh dưới chân thành. Nam tử đứng đầu mặt mũi dữ tợn kia không phải là Tôn Thiên thì còn là ai nữa? Còn phía sau hắn, tên thanh niên nam tử gương mặt thanh tú kia đúng là nam tử ngày hôm đó tại trong thành chủ phủ châm biếm chính mình. Nữ nhân kia lại càng không cần nói đến, tất nhiên là nữ nhân khiến cho hắn hận thấu xương, Lãnh Diễm Phỉ. Còn lại ba nam thì không biết lai lịch, chỉ là tên nam tử tóc vàng kia lại làm sao cùng Tôn Thiên giống nhau chỉ có một đôi cánh. Thượng Phổ quan sát kỹ càng mấy người Tôn Thiên, trong lòng mặc dù đối với Tôn Thiên và Hồng Quân oán hận vô cùng, thế nhưng trên mặt vẫn bình thản, không mảy may dao động. Trầm mặc một thoáng, nhìn sắc mặt khó coi của Lăng Thanh Vân, đột nhiên một cơn sảng khoái từ đáy lòng dâng lên, giọng nói lại làm ra vẻ hơi lo lắng nói: "Cái này, Thanh Vân, sáu người này xem ra cũng không đơn giản đâu. Ngươi xem trung niên nam tử kia, hiển nhiên là tên cao thủ năm cánh, mà mấy người kia ngoại trừ Lãnh Diễm Phỉ ra còn lại đều là nhìn không ra mức độ tu vi sâu cạn thế nào." "Lãnh Diễm Phỉ là nữ nhân kia sao? Chẳng lẽ người nhận biết bọn chúng sao?" Lăng Thanh Vân kinh ngạc vô cùng, hắn chỉ biết là Tôn Thiên kia từ tử thành chạy thoát đi, lại không nghĩ rằng nữ tử xinh đẹp tuyệt vời này lại cũng từ trong tử thành đến đây. Xem ra thực lực của tử thành không tầm thường. Chẳng qua là nữ tử Tu La tộc bình thường đúng là khi đạt tới đỉnh cao của năm cánh thượng giai sẽ rất mau đột phá sáu đôi cánh. Lăng Thanh Vân liếc mắt nhìn thấy Thượng Phổ hơi có chút lúng túng, trong lòng thầm nghĩ có nên lôi kéo Thượng Phổ về phía mình hay không. Nếu như lôi kéo không được, có nên giết chết hắn ngay bây giờ hay không? Thượng Phổ quả thực lúc này có hơi xấu hổ, có chút áy náy. Lăng Phá Thiên chết ở trong tay đám người Tôn Thiên, Thượng Phổ hắn đã sớm nhận ra tin tức này, mà mấy người kia lại đều từ tử thành của hắn quản hạt trốn ra. Nhìn thấy ánh mắt của Lăng Thanh Vân sáng rực chằm chằm nhìn hắn, hắn không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. "Cái này, Lãnh Diễm Phỉ và Tôn Thiên đều là thủ phạm của tử thành ta, còn mấy người kia ta cũng không nhận ra." Lăng Thanh Vân sắc mặt rất khó coi, Tôn Thiên này từ tử thành trốn thoát ra đến đây giết chết phụ thân của mình, điều này khiến cho hắn nghĩ đến càng phẫn nộ. Nguyên vốn là cũng không có ý định cùng hắn tính sổ, dù sao chính bản thân Thượng Phổ cũng bị tổn thất trong tay Tôn Thiên, nhưng lúc này lão ta lại hết lần này tới lần khác nói ra không chịu suy nghĩ, khiến cho lửa giận trong lòng Lăng Thanh Vân một lần nữa cháy bùng lên. "Thượng Phổ thúc thúc, phụ thân của ta đúng là bị cái tên tù phạm trốn ra từ tử thành của ngài do ngài quản lý giết chết. Lúc này cũng không phải là lúc để ngài cùng ta lý luận, thế nhưng ta nghĩ ngài cùng ta đối với tên Tôn Thiên này có lẽ đều là hận thấu xương. Hôm nay hắn lại chạy tới đây làm ầm làm ĩ, hung hăng càn quấy như thế, ta nghĩ ngài đúng là sẽ không chắp tay đứng ngoài nhìn xem, đúng không?" Một cỗ sát khí nhàn nhạt bao phủ lên toàn thân Thượng Phổ,
Giọng nói của Lăng Thanh Vân chứa đầy uy hiếp. Xem ra nếu như Thượng Phổ khư khư giữ thái độ chắp tay đứng ngoài vòng, chỉ sợ rằng Lăng Thanh Vân trước tiên sẽ ngay lập tức giết chết hắn. Đến lúc này Thượng Phổ sao còn không biết, càng huống chi hắn vốn đối với chuyện này không có giữ thái độ của người ngoài mà nhìn. Trong Tu La giới, bọn thành chủ này tuy nói ngày thường không hợp với nhau, nhưng gặp những chuyện như thế này tất nhiên sẽ không phá hỏng đi mối tương quan, ngược lại sẽ đồng tâm hiệp lực cùng đánh lui địch nhân. Thanh Vân, Thượng Phổ thúc thúc của ngươi không phải là người như thế, ngươi cứ yên tâm, nếu ta đang có mặt tại Sa Thành, tự nhiên sẽ không cho phép người ngoài đến hủy hoại quy củ của Tu La giới chúng ta, tất nhiên sẽ cùng ngươi cùng tiến cùng lui rồi. Vậy thì tốt, tiểu điệt cảm ơn Thượng Phổ thúc thúc trước. Lăng Thanh Vân trong lòng thầm thở dài, hắn vốn đang lo lắng nếu như Thượng Phổ thừa dịp khi mình bị Tôn Thiên mấy người quấn lấy, vậy Thượng Phổ nếu như nhân cơ hội nổi lên đem bốn tên thủ hạ của mình vừa mới được sư phó dùng vô thượng đại pháp cưỡng ép nâng cao tu vi bốn cánh giết chết đi, như vậy cả Sa Thành sẽ phải rơi vào trong tay của hắn. Tuy rằng đối với tu vi của Tôn Thiên, rốt cục lại Thượng Phổ cũng sẽ không đoạt được Sa Thành, nhưng chính mình nhất định cũng sẽ không cách nào chạy thoát thân. Đưa mắt nhìn xuống chân thành, chỉ thấy Tôn Thiên giơ cao một cây côn lấp lóe kim quang, vẻ mặt hung hăng ngạo nghễ đứng ở bên ngoài cấm chế. Còn phía sau hắn năm người lại với bộ dáng không thèm để ý phớt lờ đứng ở một bên, cứ phảng phất như đang ra ngoài du ngoạn, trông thật ung dung thoải mái, không có lộ ra vẻ lo lắng cho Tôn Thiên chút nào. Nghĩ đến lão quỷ bị bọn họ giết chết, hôm nay lại với bộ dáng như vậy chắn ngay tại cửa thành, trong lòng tức thì dâng lên một cơn phẫn nộ. Phẫn nộ bị người lấn hiếp quá đáng. Lăng Thanh Vân đột nhiên trôi nổi tại giữa bầu trời phía trên tầng thành, vẻ mặt căm hận nhìn Tôn Thiên lớn tiếng quát: đi mòn gót sắt không tìm thấy, gặp được lại chẳng mất tí công phu. Tôn Thiên, người giết chết phụ thân của ta, hôm nay lại lấn hiếp người như thế, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Sa Thành của ta không có người nào hay sao? Thanh âm phẫn nộ từ nơi tầng thành vang dội truyền ra khắp bốn phương tám hướng, truyền đi khắp cả Sa Thành. Mọi người đều là ngừng lại mọi sinh hoạt hàng ngày, lặng lặng lắng nghe Thanh Vân tiếp tục nói: thành dân Sa Thành ta tuyệt đối sẽ không để mặc ngươi ức hiếp đâu. Cho dù tu vi của ngươi cao vời vậy, chẳng lẽ có thể giết sạch Sa Thành ta hơn 10 vạn thành dân hay sao? Lời vừa nói ra, đông đảo thành dân Sa Thành tất nhiên là nghe rất rõ ràng. Nhất thời bên trong tòa thành, tiếng ồn ào náo động liên tục không ngừng vang lên, đúng là dọa cho Tôn Thiên giật mình nhảy dựng. Tôn Thiên cũng chính là Tôn Ngộ Không đã khôi phục trí nhớ kiếp trước, hơi ngẩn ra, không nhịn được giận dữ: Lăng Thanh Vân, lão Tôn lần này là đến chỉ để dẫn đi thần đi. Nếu như ngươi thả nàng ra, lão Tôn tất nhiên sẽ không có gây khó dễ cho ngươi. Dù sao, Lăng Phá Thiên đã bị huynh đệ của ta giết chết, chuyện này đã được giải thích rõ ràng rồi. Nếu như ngươi quyết ý muốn làm khó dễ cho ta, ta cũng không sợ, cứ để cho chúng ta dựa vào lực lượng của mình quyết định đi. Vừa nói xong, kim bổng trong tay đột nhiên kim quang bùng phát mãnh liệt, Tôn Ngộ Không nhảy vọt lên cao, một đạo côn ảnh dài đến hơn 10 trượng hung hăng nhắm về hướng Sa Thành đập bổ xuống. Oanh một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy cả tường thành đều thoáng rung động, trước mặt quang mang lóe ra, Tôn Ngộ Không một côn kích vào màn cấm chế bên ngoài tường thành. Từng trận kinh khí va chạm vào nhau, làm cho bầu trời không khí dao động dậy sóng, vậy mà lại làm cho những binh sĩ Tu La tộc tu vi tương đối yếu kém nào đào ngã tới ngã lui. Có thể thấy được uy lực một côn này của Tôn Ngộ Không quả thực là kinh người tột cùng. Lăng Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài tường, cấm chế chính tự mình bố trí bị lực lượng cường đại của Tôn Ngộ Không đánh vào, thiếu chút nữa tan vỡ mất. Không nhịn được, trong lòng bỗng nhiên trùng xuống thầm nghĩ: chỉ e rằng cấm chế này nếu bị Tôn Thiên liên tiếp nện xuống vài côn như vậy sẽ ngăn cản không được mà tan tành mất thôi. Còn mấy người phía sau hắn căn bản chưa có ý định ra tay, xem ra đối với Tôn Thiên vô cùng tin tưởng, vậy nên làm thế nào cho phải đây? Đáng giận, nếu như lúc này sư phó ta ở tại đây, lại há có thể tới phiên để cho Tôn Thiên ngông cuồng. Chẳng qua sư phó cho dù tốc độ có mau đi nữa cũng không cách nào chạy tới đúng lúc này được rồi. Trong ngoài tường thành, tất cả mọi âm thanh đều bị uy lực kinh thiên nhất côn của Tôn Ngộ Không chấn động, tức thì biến mất. Thượng Phổ đứng ở một bên, quanh thân lóe ra từng đạo quang mang, đem toàn bộ cỗ sóng khí cường đại kia chặn lại trước thân mình. Nhìn khí thế của Tôn Ngộ Không uy phong lẫm liệt, trong lòng không khỏi líu lưỡi, không thốt nên lời: Tôn Thiên, chẳng lẽ ngươi thật muốn gây khó khăn cho Sa Thành ta? Muốn Bạch Y Thần đồng ý, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn điều kiện của ta, ta lập tức đem nàng giao cho ngươi, thế nào?
Trầm mặc một hồi lâu, Lăng Thanh Vân cảm giác được trong lòng ngột ngạt, khuất nhục đến cùng cực. Tôn Thiên này cũng quá mức bá đạo, tuy rằng thoạt nhìn không thấy gì, nhưng nhìn uy lực của một côn mới vừa rồi đã không thể kém hơn bao nhiêu so với cảnh giới sáu đôi cánh. E rằng cho dù là chính mình ra tay cũng không chắc có thể đánh được tốt hơn. Càng huống chi cho dù mình thắng, phía sau hắn còn có nam tử trẻ tuổi ấy cùng với bốn người còn lại, cao thâm khó lường, bằng vào lực lượng hôm nay của Sa Thành cũng khó mà chống lại. Sự việc tới nước này, chỉ có cách kéo dài thời gian giữ bọn họ lại, không để cho bọn họ tấn công vào trong thành mới là biện pháp tốt nhất. Lăng Thanh Vân ý niệm trong đầu xoay chuyển, chợt lóe sáng, đưa tay vẫy tên tướng lãnh bốn đôi cánh tới bên cạnh, thấp giọng phân phó vài câu, lập tức quay sang Tôn Ngộ Không cao giọng nói: "Ta đã phân phó thủ hạ vào dẫn Bạch Y Thần tới đây, nếu như ngươi muốn nàng còn sống gặp ngươi thì đàng hoàng mà chờ." Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút, không dám tin nói: "Y Thần thật sự không có chết sao?" Khi nghe thấy Lăng Thanh Vân nói Y Thần chưa chết, Tôn Ngộ Không thoáng ngẩn người. Đoạn trước đã nói qua, trước đây Tôn Ngộ Không chưa có khôi phục trí nhớ, cũng là khi vẫn còn là Tôn Thiên, cùng Hồng Quân, Huống Thiên Minh và Lãnh Diễm Phỉ trên đường từ Tử Thành đi tới Tu La Thành, từng ở ngoài thành lũy Tử Thành đại chiến một phen, cũng chính tại trước mặt Tu La Nữ Vương Trạc Nghiên đem Lăng Phá Thiên giết chết. Mà nguyên nhân của tất cả cũng chính bởi vì một câu nói của Điền Kỳ: Y Thần đã bị người luân gian rồi giết chết, dẫn đến Tôn Thiên trong cơn giận dữ đại khai sát giới. Do Hồng Quân đề nghị trước khi đến Sa Thành, Tôn Ngộ Không đã được khôi phục trí nhớ, liền suy nghĩ và phân tích lại sự việc, trong lòng tất nhiên không tin rằng Y Thần đã bị những người này giày vò mà chết. Dù sao lúc đầu khi thoát khỏi Sa Thành, đám người Lăng Phá Thiên đối với chính mình vẫn còn có chút kiêng kỵ, trong lòng hắn cũng không tin là những người này lại không để ý hết thảy mà đem Y Thần ra giày vò. Bởi vì đây đúng là điều kiện tốt nhất để hạn chế mình khi quay trở lại báo thù. Cho nên Tôn Ngộ Không ngay từ đầu đã kêu to buộc Lăng Thanh Vân đem Y Thần giao ra. Mục đích của hắn hoàn toàn chỉ là muốn dùng lời nói thăm dò ra tin tức thực hư của Y Thần. Hôm nay bỗng dưng nghe được Lăng Thanh Vân đưa ra ý kiến như vậy, Tôn Ngộ Không vừa mừng vừa sợ, ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ, hớn hở tươi cười một hồi lâu mới dần dần ổn định lại tâm thần. Đứng ở một bên Hồng Quân cùng đám người Tần Vũ cũng thật lòng cao hứng vì hắn. Tôn Ngộ Không ở kiếp trước vẫn luôn sống độc thân, Hồng Quân đối với chuyện của hắn hiểu rõ nhất, Tần Vũ thì đã cưỡng ép thu phục hắn về làm đệ tử của Hầu Phí. Nói đến cùng chính là đối với hắn cũng rất yêu thích. Nghĩ đến Tôn Ngộ Không sau khi từ Thạch Khẩu hóa thành hình người, trước sau vẫn là một người cô độc, hôm nay cuối cùng trong lòng có được mục tiêu của mình, Hồng Quân và Huống Thiên Minh nhìn nhau cười một tiếng. Tên huynh đệ này diễm phúc cũng không ít. Tôn Thiên ở kiếp này kết được trái, đổ lại kiếp trước của hắn thu được quả, như vậy cũng là kết quả rất tốt. Dù sao trí nhớ của kiếp trước và nhân cách hiện nay của kiếp này đều giữ lại trong thân thể trước đây của Tôn Thiên. Nếu như Tôn Ngộ Không không thể đem tình cảm của Tôn Thiên ở kiếp này dung hợp được trong nguyên thần của mình, lại há có thể nói tới việc khống chế tuyệt đối với thân thể trước đây ư? Cho dù là Tần Vũ cùng Hồng Quân có tu vi cao ngất trời, nhưng cũng không thể đem nguyên thần của Tôn Thiên tại kiếp này toàn bộ xóa sạch đi. Làm như vậy không khỏi quá mức tàn nhẫn, càng huống chi trí nhớ kia vốn cũng xem như là ký ức của Tôn Ngộ Không. Nhìn thấy phản ứng của Tôn Ngộ Không như thế, Lăng Thanh Vân trong lòng thoáng động, trên mặt cũng không biểu lộ gì, lạnh lùng đưa mắt nhìn xuống Tôn Ngộ Không, nhàn nhạt nói: "Nàng chết hay sống nằm trong tay của ngươi, nếu như ngươi cố ý muốn gây khó khăn cho Sa Thành ta, nàng tự nhiên cũng không sống được, cùng lắm thì mất cả chị lẫn trai, chúng ta cùng chết vậy, ngươi dám sao?" Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, kim côn trong tay tức thì vung mạnh một cái, một bóng vàng mờ nhạt lóe ra, phẫn nộ nói: "Y Thần, nếu như có xảy ra bất trắc gì, ta sẽ hủy diệt cả Sa Thành của ngươi." Ha ha. Lăng Thanh Vân cười một tiếng hàm ý sâu xa, không để ý tới cơn phẫn nộ của Tôn Ngộ Không. Thượng Phổ ngơ ngác nhìn những chuyện xảy ra trước mắt, hắn có cảm giác được như đang nằm mơ. Chẳng lẽ là Tôn Thiên ngang ngược cùng cực kia vậy mà lại cũng có lúc biết ném chuột sợ vỡ bình sao? Thế nhưng cái cảnh vừa mới xảy ra kia chứng tỏ rõ ràng Tôn Thiên bởi vì vướng víu một nữ tử lại không dám ra tay với Sa Thành nữa. Hắn lắc đầu, trăm mối suy nghĩ cũng không thể giải thích được. Còn Huống Thiên Minh đứng phía sau Tôn Ngộ Không, trên mặt lại lộ ra nụ cười lạnh châm biếm. Một bên Lãnh Diễm Phỉ lo lắng nhìn Tôn Ngộ Không một cái, nhỏ giọng hỏi: "Thiên Minh, Ngộ Không hắn làm sao cùng với Tôn Thiên không thắc mắc gì?
Huynh không phải nói hắn đã đem nguyên thần của Tôn Thiên toàn bộ thôn phệ rồi sao? Khôi phục hoàn toàn trở lại thành Tôn Ngộ Không của kiếp trước rồi sao? Không chỉ riêng nàng nghi hoặc, mà ngay cả Cam Vân đứng ở phía sau Hồng Quân, khi nghe được nghi vấn của Lãnh Diễm Phỉ cũng tiến gần lại, muốn nghe xem Huống Thiên Minh giải thích như thế nào. Dù sao tu vi của hắn không phải tự mình có thể nghĩ ra được, có lẽ hắn đối với chuyện này cần phải hiểu rõ hơn hết. Huống Thiên Minh dịu dàng nhìn Lãnh Diễm Phỉ một cái, nhẹ giọng nói: đây hoàn toàn chính là hậu quả mang đến của việc dung hợp nguyên thần. Tôn Ngộ Không cũng không có lựa chọn thôn phệ nguyên thần của Tôn Thiên, bởi vì bất luận như thế nào, thân thể lúc này đều là của Tôn Thiên hiện nay. Gượng ép thôn phệ cũng không thể để cho hắn hoàn toàn khống chế được thân thể ấy. Hơn nữa, đối với hắn sau này khi tu luyện sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng, cho nên hắn lựa chọn dung hợp, để cho hai cái nguyên thần bất đồng dung hợp trở thành một cái nguyên thần mạnh mẽ. Như vậy, đối với việc tu luyện mai sau của Tôn Ngộ Không cũng cực kỳ có lợi. Cũng chính vì như thế, sau khi Tôn Ngộ Không được Tần Bá Phụ cường hóa thân thể cho hắn, mới có thể mọc ra một đôi cánh. Lãnh Diễm Phỉ và Cam Vân cùng gật đầu, chợt hiểu ra, nhìn bóng lưng của Tôn Ngộ Không, trong lòng thầm suy nghĩ về những chuyện Hồng Quân, Huống Thiên Minh cùng với Tần Vũ ba người làm ra như vậy, cùng với cách nhìn tổng quát khiến cho bọn họ giật mình kinh ngạc, khó mà hiểu rõ, nhưng lại rất hợp tình hợp lý. Chính lúc này, một gã tướng lĩnh bốn cánh dẫn lên từng thành, một người sắc mặt tuy có phần tiều tụy, nhưng mơ hồ có thể từ bóng dáng nhìn ra là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, vừa dừng lại giữa Thượng Phổ và Lăng Thanh Vân. Y thần! Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút, lập tức quát to một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc kích động nhìn Lăng Thanh Vân, hắn lớn tiếng quát: Lăng Thanh Vân, thả nàng ra mau, nếu không ta nhất định lấy máu rửa sạch xa thành ngươi, đem ngươi bầm thay vạn đoạn, thân hồn hủy diệt. Lăng Thanh Vân nghiêng đầu liếc mắt nhìn nữ tử tuyệt sắc kia, trong đôi mắt xinh đẹp lấp lánh lệ đẫm vành mi, trong lòng thầm giật mình, bạch y thần này bị giam thời gian dài biết bao, vậy mà vẫn như trước xinh đẹp như thế. Nếu như không phải tiến vào cảnh giới sáu đôi cánh, thân thần kiên định vững chắc, chỉ e rằng vẫn giống như trước kia, bị nữ tử này mê hoặc nữa rồi. Lắc đầu, hắn mỉm cười dịu dàng nói: rất nhiều năm không gặp, y thần cũng vẫn như vậy, xinh đẹp động lòng người. Tôn Thiên, bạch y thần hiện giờ đã đứng đây, người nói xem chúng ta nên giải quyết như thế nào đi chứ? Tôn Ngộ Không trầm mặc một chút, trầm giọng hỏi: người nói nên giải quyết như thế nào? Ta vừa rồi đã có nói, chỉ cần ngươi buông tha y thần, chúng ta ngay lập tức không làm khó dễ Sa Thành ngươi. Nếu không, đến nước cuối như thế này mà ngươi vẫn còn ăn nói ngang ngược được sao? Giờ đây nữ nhân này đang ở trong tay chúng ta, ngươi còn có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ thực sự bị ép bức chúng ta sẽ giết chết nàng không được hay sao? Thượng Phổ ở bên cạnh nghe Tôn Ngộ Không uy hiếp công khai, không nhịn được giở giọng kiêu ngạo khinh thường nói. Chỉ thấy bạch y thần kia từ lúc trông thấy Tôn Ngộ Không đứng dưới tường thành, thần sắc vẫn một mực ngẩn ngơ, trên gương mặt yêu kiều vô cùng toát ra thần sắc phức tạp, vừa vui mừng vừa lo lắng. Mãi đến lúc Thượng Phổ nói lên, nàng mới phản ứng trở lại, nhìn Tôn Ngộ Không lớn tiếng nói: Thiên, không cần lo lắng cho muội đâu. Ban đầu bọn họ vô sỉ, tưởng muốn chiếm đoạt muội, muội cũng không để cho bọn họ đạt được ý muốn. Hôm nay huynh đã trở lại rồi, nhìn thấy huynh, muội thật cao hứng. Chỉ cần có thể gặp lại mặt huynh lần này, cho dù lập tức chết đi cũng đã mãn nguyện rồi. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên trồi lên, bị cấm chế chặn lại bên ngoài từng thành, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thanh Vân, làm cho hắn phát lạnh toàn thân. Một hồi lâu mới lạnh giọng nói: nói một câu, thả người hay là không thả? Thấy Lăng Thanh Vân trầm mặc, tự hồ đang thầm suy nghĩ, hắn lại lườm lườm nhìn Thượng Phổ, lạnh giọng châm biếm: ồ, đây không phải là Từ Thành thành chủ, Thượng Phổ đại nhân danh tiếng lừng lẫy đây sao? Làm sao lại chạy đến Sa Thành ngông cuồng khoa trương như vậy? Chẳng lẽ Tử Thành đã không đủ đất để cho đại thần cao quý ngươi dụng võ rồi sao? Cũng muốn đem Sa Thành này thu nạp vào dưới tay ngươi sao? Thượng Phổ dốc sức kiềm lại nỗi sợ trong lòng. Tôn Thiên này đúng là độc địa như thế. Vào lúc này ly gián cây chia rẽ, cảm nhận được phía sau bốn đạo ánh mắt đề phòng hướng về mình, trong lòng hắn thoáng dùng mình, trên mặt lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Tôn Thiên, câm miệng cho lão tử. Lão tử đúng là phụng mệnh nữ vương bệ hạ trở lại Tu La Thành, tại Sa Thành này chẳng qua là nghỉ ngơi và hồi phục một chút, đại thủ hạ của ta tới rồi mới cùng nhau đi tới Thiên Sơn, đâu còn có thời gian để gây chuyện phiền toái cho Thanh Vân tiểu điệt. Người nói xem có phải hay không, Thanh Vân tiểu điệt? Câu nói sau cùng lại hạ thấp giọng xuống, quay sang bên cạnh nói với Lăng Thanh Vân đang lạnh lùng. Lăng Thanh Vân mỉm cười gật đầu nói:
Thượng Phó Thúc Thúc chính là bạn chí cốt của phụ thân ta, nếu cũng bị cuốn vào trong chuyện này, tất nhiên cùng Tôn Thiên kia là địch rồi. Ta đương nhiên sẽ không bị mê muội và sa vào thế kế ly gián của hắn đâu. Thượng Phổ thở phào nhẹ nhõm, cuống quýt nói: Thanh Vân, yên tâm đi, Thúc Thúc tuyệt đối không có tư tưởng gì khác đâu. Trong lòng ta như thế nào có trời đất chứng giám. Tôn Thiên, nếu như ngươi thể vĩnh viễn thuần phục với Thanh Vân Điệt Nhi, hôm nay chúng ta lập tức buông tha nữ tử này, ngươi nghĩ thế nào? Tôn Ngộ Không giận dữ: Thối lắm, lão tử ta ngay cả thiên cũng không sợ, chẳng lẽ lại phải thuần phục với các ngươi? Các ngươi nhất định không thả người sao? Đang nói, hắn mãnh liệt nện một côn xuống lần nữa. Trên mặt đất, một cái hố to sâu hàng trượng tức thì xuất hiện trước mặt mọi người. Cấm chế của Lăng Thanh Vân bảy bố cũng bị rung động mạnh. Xem ra chỉ cần Tôn Ngộ Không đập thêm mấy côn, cấm chế kia có thể không cần công kích cũng tự phá hỏng. Tần Vũ chắp tay mà đứng, vẻ mặt tươi cười nhìn Tôn Ngộ Không đại phát thần uy. Bên cạnh Hồng Quân cũng mắc cười, nhẹ giọng hướng Tần Vũ nói: Phụ thân, chúng ta có nên ra tay cứu nàng kia ra hay không? Nếu không lỡ xảy ra việc gì bất chắc, chỉ e rằng làm cho con khỉ này nổi điên mất thôi. Tần Vũ trầm ngâm một chút, nhẹ giọng nói: Cứu thì nhất định phải cứu rồi, bất quá hãy để cho Ngộ Không hiện lộ thêm một chút tình cảm với nữ tử kia đi. Bằng không, một khi nàng ta cùng Ngộ Không ở chung lâu dài, chỉ e rằng sẽ không cách nào đón nhận thực tế nguyên thần hợp nhất hai thành một của Ngộ Không và Tôn Thiên. Hồng Quân gật gật đầu, đứng yên nhìn về phía bộ dáng nổi giận của Tôn Ngộ Không, khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp. Có thể lại lần nữa cùng con khỉ này sống vai tác chiến, cảm giác thật thích thú. Lăng Thanh Vân mục đích thực sự lúc này cũng không phải là thỏa hiệp với cùng đám người Tôn Ngộ Không. Giờ đây nhìn thấy Tôn Ngộ Không sắp lâm vào trạng thái phẫn nộ điên cuồng, trong lòng không khỏi có hơi thấp thỏm không yên. Chỉ bằng một thế côn pháp kia, Tôn Ngộ Không, Lăng Thanh Vân trong lòng hiểu rõ, hắn cũng không chắc có thể chống lại được. Vì thế, trong mắt hắn khẽ xoay chuyển, tay của hắn phất một cái, lập tức đem bạch y thần kia đang lộ ra vẻ xúc động vì cơn phẫn nộ của Tôn Ngộ Không hút tới trong lòng bàn tay, một tay nắm lấy cái cổ trắng ngần của nàng, lạnh giọng nói: Tôn Thiên, nếu như ngươi lại ra tay lần nữa, ta sẽ lập tức bóp chết nàng, sau đó chúng ta cùng chết với nhau. Tôn Ngộ Không sững sờ, vội vàng hít sâu một hơi, kiềm chế lại cơn phẫn nộ trong lòng, trầm giọng nói: Vậy ngươi mau nói đi, rốt cuộc làm sao ngươi mới có thể buông tha người đây? Nếu như là cái đề nghị chó má kia buộc ta phải thuần phục với ngươi thì coi như xong, lão Tôn ta đây suốt đời này không có phục tùng bất cứ ai, chỉ có sư phụ ta mới là người ta thật lòng kính phục, chỉ bằng vòng ngươi ư? Còn không có cái tư cách này. Lăng Thanh Vân mỉm cười, bàn tay khẽ dùng sức, trên gương mặt của Bạch Y Thần tức thì hơi tái xanh. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua đan điền của Bạch Y Thần, thấp giọng nói: Đan điền đây, nữ nhân ba cánh nguyên hạch sẽ là cái hình dạng gì đây nhỉ? Dừng tay! Tôn Ngộ Không nhìn thấy ngón tay Lăng Thanh Vân đặt trên đan điền của Bạch Y Thần, trong lòng càng thêm lo lắng, không biết làm sao, không khỏi nghiêng đầu nhìn về hướng Tần Vũ, mắt lộ ra thần sắc khẩn cầu. Hồng Quân liếc mắt nhìn Tần Vũ, thấy ông gật gật đầu ra dấu, nhẹ giọng cười một tiếng, thân ảnh tại chỗ lắc lư vài cái, ngay sau đó không nhúc nhích nữa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.